Ban Rắc Thái là ngôi làng nằm sát biên giới với Myanmar. Phần lớn dân cư ở đây là những người đến từ Vân Nam, Trung Quốc. Họ đã tháo chạy trong cuộc nội chiến Trung Quốc giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại một vùng đất mới, họ vẫn gìn giữ những phong tục và tập quán của cố hương, thậm chí là những món ăn cổ truyền, những loại thảo mộc, trà đạo cũng được họ lưu truyền cho các đời sau. Hello, bây giờ tụi mình đi thiền nè mọi người. Xuống đi thiền thôi. Bây giờ hình như là 6:15, 20, 25, 30 gì đó ai biết. Sớm quá trời sớm luôn. Ok, sáng ngày hôm nay thì tụi mình sẽ đi thuyền trên hồ và uống trà ngắm mặt trời mọc. Đây là một cái hoạt động mà nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái cho một ngày mới. Và theo mình thì các bạn nên thử uống trà của người Vân Nam ở đây. Mình thật sự cảm thấy trà ở đây khá là ngon. Mặc dù mình không phải là một người chuyên về trà đạo, mình không có biết cái gì về trà đạo hết, nhưng mà mình thấy trà ở đây rất ngon nha. Nhưng đáng tiếc là tụi mình không có mua về làm quà được, bởi vì tụi mình đi theo cái kiểu là đi bụi, đi phượt, cho nên là không có đủ chỗ để có thể mang thêm hành lý nữa. Rồi, sáng nay tụi mình đang trên đường đi ra cái bến thuyền của resort Liwa Rắc Thái để đi thuyền trên cái hồ. Hiện tại là 6:20. Độ hiện tại là tầm 18 độ C các bạn ơi. Mình có thể không mặc áo khoác luôn á. Nó đỡ lạnh hơn lũng cứu nhiều. Rồi tụi mình ra tới nơi rồi, cũng có rất là đông du khách đang đứng chờ để được đi thuyền trên hồ. Và một cái khung cảnh rất hoài cổ theo kiểu Trung Hoa các bạn, làm cho mình liên tưởng tới những câu chuyện hay là những bộ phim kiếm hiệp. Và đa số những bạn nhân viên chèo thuyền ở đây thì không có nói được tiếng Anh, cho nên bạn cứ trình vé của mình ra, rồi sau đó các bạn nhân viên này sẽ sắp xếp một chiếc thuyền cho bạn. Đây, người ta chèo thuyền nè các bạn ơi. Đó, hai đứa tụi mình quay chụp hết công suất luôn. Quay chụp bằng tất cả những gì mà tụi mình có luôn các bạn ơi. Một khung cảnh buổi sớm rất là đẹp tại đây. Và thường thì bạn sẽ có khoảng 20 cho tới 30 phút ngồi trên thuyền. Trên thuyền có phục vụ nước trà sẵn. Rồi, tụi mình đang lên đên giữa lòng hồ. Có rất nhiều thuyền của các du khách cũng đang lên đên giữa lòng hồ giống như tụi mình. Và đằng xa xa kia đó chính là cái resort Liwa Rắc Thái mà tụi mình đang ở. Một địa điểm trứ danh ở Thái Lan. Mọi người thấy mây không kìa? Mọi người thấy mây không? Đó, quá trời mây vào buổi sáng sớm. Là đà trên những ngọn đồi, trên những hàng cây. Nói gì đi, đang làm gì đó? Đây là mình đang uống trà ở trên du thuyền giữa dòng sông ở hồ, trong cái hồ mình đang ở Rắc Thái, một trong những địa điểm du lịch rất hot ở Thái Lan hiện tại. Rồi. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi ăn buffet sáng. Buffet sáng sẽ bắt đầu vào lúc 7:30. Nếu bạn là khách của resort thì bạn sẽ được miễn phí ha. Buffet sáng của resort.
Mới có 8 giờ 10 thôi đó mọi người. 8 giờ mở rồi, bây giờ 8 giờ 10 đó. Ok, chờ một lát thì tụi mình cũng tới lượt, cũng không có lâu lắm đâu, tầm 5-10 phút gì đó. Thì buffet sáng ở đây cũng không có gì đặc biệt lắm, chủ yếu là các món ăn tinh bột. Và mình thấy ngon nhất là phần cơm với phần cháo ở đây. Thì chiến thuật buffet ở đâu nó cũng vậy các bạn, người ta sẽ sắp xếp những món ăn tinh bột ở lên đầu tiên trước. Thật sự thì cũng là những món đã rất quen thuộc với chúng ta thôi. Và nếu bạn nào có nhu cầu ăn thêm những cái món ăn đặc sản khác thì các bạn có thể order với nhà hàng. Phần order thêm thì chắc chắn là phải trả tiền rồi. Các bạn nhân viên trong nhà hàng Liwa Rắc Thái thì có biết tiếng Anh một chút, cho nên là cũng không có quá khó khăn trong việc giao tiếp đâu. Nhưng mà cái menu của họ hoàn toàn 100% là tiếng Thái nha, cho nên các bạn có thể chỉ vô hình ảnh trên menu những món ăn mà các bạn muốn nếu bạn không biết tiếng Thái. Cái phần cơm chiên dương châu này rất ngon nha các bạn, mình khuyên các bạn nên thử. Nó có cái vị thảo mộc rất đặc biệt. Rồi, bây giờ thì mình tìm một chỗ view đẹp để ngồi thôi. Rồi, em ngồi bên trong nè, cho mát nè. Nắng lên rất là nhiều rồi, nóng hơn lúc trước rồi. Nhưng mà người ta vẫn thích đi thuyền. Chắc là những du khách này rất là đam mê đi thuyền. Giờ này đi nóng ha, trễ hơn là nắng lắm luôn á. Bây giờ là đi nóng lắm. Anh thấy nó nghiêng nghiêng ra bên ngoài. Cũng thấy vậy á, hay do cái bàn nghiêng. Đó, vậy đó. Ngồi ăn cả tiếng hồ được ha. Sáng là ăn cá nóng. Cơm ngon. Cơm ngon. Cơm ngon nha, cơm chiên dương châu đang ngon nha. Thả miếng mì nè. Cái mì đây là mì tươi nha các bạn. Và ăn cái vị nó giống như là mì chay ở Việt Nam vậy đó. Ăn cái vị nó sẽ giống mì chay ở Việt Nam. Mì trứng. Giống mì trứng Việt Nam. Cơm nó ngon, cơm với cháo ngon. Thấy bụng bự quá. Hết rồi. Thấy mặt ơi không? Thấy. Không thấy không, chỉ lấy tay rồi. Có vẻ như là trong hai cái ca này á, một ca đậm và một ca nhạt. Nhìn cái màu nó khác nhau ha. Ừ, hai là chè này nó có nói nó chỉ một cái này gì đó, một cái gì đó. Ok. Rồi, sau khi ăn sáng xong quay về phòng thì tụi mình bắt gặp một đoàn đi xe máy từ Việt Nam qua. Đây là những anh chàng chơi mô tô, lái xe mô tô từ Việt Nam qua tới tận Thái Lan. Chơi đã rồi, giờ đi lên nè. Đi lên mà gấp đôi nha. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ nghỉ ngơi hẳn một ngày tại Bang Rắc Thái để tận hưởng cái không khí nơi đây, tham quan vẻ đẹp của ngôi làng và dưỡng sức cũng như là chuẩn bị cho một hành trình tới Pai. Bây giờ tụi mình sẽ đi chơi dạo dạo xung quanh khu vực làng Bang Rắc Thái. Bây giờ đang là 3 giờ chiều. Hồi nãy người ta mới thay mấy cái đèn lồng này, thay mới. Mấy cái cũ nó đã quá cũ rồi. Nhìn một phát. Đây. Một phong cách rất là Trung Quốc luôn nha các bạn. Cái khu nhà phía trên này có một cái đường hành lang đi dọc qua các cái căn phòng. Ba phòng bự nhất của Liwa. Mắc nhất luôn, phòng gia đình. Đây là những khu phòng mắc nhất của cái Liwa Resort. Bây giờ mình sẽ đi lên phía trên
đường rất là dốc. Đây là cái cầu được làm bằng tre các bạn, những tấm tre đan vào nhau. Mình không biết là nó chịu nổi cái sức nặng của mình không nữa. Nghe nói tre là một trong những vật liệu dùng để xây nhà rất tốt. Đứng từ trên đây nhìn thấy nguyên một cái khung cảnh phía bên dưới của cái resort này luôn. Nhìn ra được cái hồ. Cái hồ này là nơi mà tụi mình đã đi du thuyền uống trà. Đây là cái viewpoint đồi chè của resort Ly Wai Rắc Thái nè các bạn. Các bạn không cần phải ở resort, các bạn vẫn có thể vào đây chơi được ha. Họ có bán vé vào tham quan và chụp hình. Nhưng mà các bạn nhớ là đừng có làm phiền những cái người đang lưu trú trong khu resort nhé. Hiện tại là đang cúp điện mọi người. Cúp điện cho nên là không có điện để xài. Cho nên tụi mình đang đi ra quán cà phê. Rồi, The Great World. Vạn lý trường hành. Phiên bản mini. Giờ này có người đi thuyền nữa kìa. Giờ nóng thấy mồ luôn. Wow, trời nắng nóng quá, thật là nể mấy bạn đang đi thuyền. Thuyền đâu đi nhanh đâu, cho nên là không có gió. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi xuống bởi vì ban ngày nó nóng quá, lên ngắm cảnh vậy được rồi. Ban ngày ở đây nắng nóng. Đi mùa đông á thì ok. Mùa đông hoặc là đầu xuân. Đó, phía xa xa kia có một cái khu resort khác nữa, chắc là của một cái công ty khác. Có rất là nhiều công ty mở dịch vụ lưu trú ở đây. Thật ra thì cái khu mới này anh không thấy thích bằng cái khu cũ. Bởi vì cái vách tường nó lại bằng gạch luôn rồi. Còn ở bên mình cái vách tường nó lại bằng đất. Cái phần trần nhà ở bên đây được làm bằng gỗ luôn. Những cái ván gỗ bự. Còn bên mình là nó làm bằng tre, những cái miếng tre đan vào nhau á. Nó ra một cái gì đó nó cổ kính, nó kiểu kiếm hiệp hơn. Thích cái bên đồ chè hơn là bên này. Bên này nó mới quá rồi. Quán cà phê này có một cái view nhìn ra hồ, mang một phong cách rất kiếm hiệp các bạn, kiếm hiệp Trung Quốc. Làm chúng ta liên tưởng tới những vị anh hùng hảo hán bôn tẩu giang hồ, tới những quán trọ, quán ăn ven đường để nghỉ chân. Và rồi thì hoàng hôn cũng buông xuống và bây giờ đã là khoảng 6 giờ kém, trời chập tối rồi các bạn, và tụi mình sẽ đi kiếm một quán ăn bản địa ở đây để thưởng thức cái hương vị bản địa. Hello các bạn, bây giờ tụi mình sẽ đi ăn tối. Wow, có một cái view hồ rất là đẹp luôn các bạn. Đây, mình zoom lại cho các bạn xem. Ban đêm vẫn có rất nhiều người đi thuyền trên hồ nha. Cái chỗ mà tụi mình ở, mỗi lần đi ra đi vô ăn uống này kia phải đi bộ rất là mệt luôn á, đi lên dốc tiêu rất nhiều calo luôn. Đây là đêm thứ hai của tụi mình tại Ban Rắc Thái, và tối nay tụi mình sẽ đi ăn local food chứ không ăn ở nhà hàng của Ly Wai nữa. Đây, cái cung đường đi vô khu resort và ban đêm rất huyền ảo luôn các bạn, rất ma mị. Hai đi đường ngoài đỏ đẹp nè, đẹp em cũng ngoài chanh luôn.
Đây cũng là một trong những quán ăn local nha các bạn. Đó, còn bên kia là người ta cho thuê đồ, đó, hỷ phục, đồ hán phục, các thứ. Đó, có bán bánh bao luôn nè. Có bán bánh bao luôn, cho thuê đồ. Đó, xong. Hơi rung xíu nha, tại tụi mình đang đi bộ. Không sao, kệ đi. Các du khách đi thuyền vào ban đêm thưởng trà, đường này hơi tối, có đèn để cho xe nó thấy mình á, nó né được. Oh, đẹp đẹp quá, mình phải quay lại mình nhìn thêm lần nữa. Đó, trên kia khu Li Wairak Resort. Rồi đi tiếp nào. Rồi ở đây là một quán ăn khác. Một gian phòng khác dành cho khách lưu trú qua đêm. Mình quay video có hơi rung xíu, các bạn thông cảm tại đang đi bộ, vừa đi vừa quay. Rồi các bạn, phía bên kia hồ đó chính là khu resort Li Wairak Thái mà tụi mình đang ở. Giờ mình đang đi hỏi chủ quán ăn để xem những cái bàn ở đây là họ đang bán đồ ăn gì đây. Nếu mà có lẩu hay là local food gì đó thì ok, ngồi ở đây thoải mái. Nguyên một cái khu food court, một con đường ăn uống ở đây luôn. Bạn nào tới đây thì hãy trải nghiệm con đường này, trải nghiệm những cái gì địa phương, local. Ổn không? Ok. Ở đây có một cái chòi, một cái viewpoint để ngắm cảnh chụp hình. Lát nữa tụi mình sẽ quay lại đây. Nguyên một con đường food court ở phía bên này. Quá đã. Ở đây có rất nhiều côn trùng nha. Có rất nhiều côn trùng, rất nhiều muỗi. Đây các bạn, món ăn đã ra. Đây là phần nước chấm. Mình nghĩ là nó sẽ có vị chua cay. Đây sẽ là một phần lẩu. Rồi các bạn, bây giờ tụi mình sẽ xịt cái món lẩu này. Vậy là tụi mình sẽ uống Coca-Cola. Rồi đây là cái nồi lẩu của tụi mình nha, nồi đất. Chưa xong là nước lẩu. Mới mang ra thôi. Đợi cho nó sôi một chút nha. Rồi mình bắt đầu thả vô. Đời dùng ăn một cái đũa riêng để gắp thịt sống nè. Rất là kỹ. Rồi, cùng ăn nè. Rau của người Vân Nam các bạn không biết nữa. Nói thì mình không biết rau gì luôn á, bà Đại nha các bạn. Ok, bà Đại. Có cải thìa kìa, đúng không? Cải thìa. Tay rửa rồi nha mấy bạn. Rau muống nè. Chưa bỏ cái thìa nữa, quên. Còn mình rồi, sẽ bỏ cái này. Sẽ ăn cái miếng thịt này ha. Mình muốn test luôn cái phần nước chấm. Mình sẽ bỏ cái này. Đây, mình test phần nước chấm. Phần nước chấm chua chua cay cay, cũng có một chút vị ngọt. Ngon không? Ngon. Thêm nhiều thêm thôi. Đây, ngập nước chấm luôn. Thử nước trước nha. Rồi, nước chấm đó giống như nước canh vậy. Chắc là lẩu này là lẩu kiểu thanh đạm á, không có chua hay cay gì, như không phải kiểu tâm dâm hay lẩu Thái đâu, lẩu thanh đạm của người Vân Nam. Đúng rồi, quên, chúng ta đang ở làng Vân Nam mà. Chúng đúng ta rồi. Đang ở một ngôi làng của người Vân Nam. Sao giống canh cải thảo. Giống canh hả? Giống canh cải thảo, cái kiểu nó nhạt, nó thanh thanh, giống canh cải thảo. Vậy chắc là đó là phong cách của người Vân Nam. Hấp dẫn không các bạn, đang sôi sùng sục luôn. Sao rồi khá. Ok. Rồi, khuôn khá, lợi mà. Rồi, thế là tụi mình đã kết thúc buổi tối. Bên đây nó cũng có chỗ cho nghỉ qua đêm hay sao á. Đây. Cái bàn của tụi mình đây. Đấy. Giờ cũng là 8:15 rồi. Mọi người chuẩn bị đi ăn uống và về nghỉ ngơi hết rồi. Khung cảnh về đêm quá đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn nhớ mang theo máy ảnh để chụp những bức ảnh thật đẹp nhé. Phố đêm nhộn nhịp tại Ban Rắc Thái các bạn.
Đây là cái chỗ đổ xe và cũng là cái chỗ mà nhiều người đi bộ nhất. Đi dọc đường tình cờ gặp một cửa hàng bán xiên nướng thì tụi mình sẽ order thử 3 cây xiên nướng ha, để xem có ngon không nha. Wow, hấp dẫn quá. Đây là những anh cảnh sát Thái đang đi tuần. Hello các bạn. Ở khu vực này thì có ít người biết tiếng Anh nha. Cũng có những bạn Thái Lan biết tiếng Anh, nhưng mà đa số là sẽ không biết tiếng Anh, cho nên việc giao tiếp có phần hơi khó khăn hơn so với lúc ở Chiang Mai. Hello các bạn. Giờ tụi mình sẽ xử 3 cái xiên nướng này ha. Background rất là đẹp luôn, rất là Trung Quốc. Rồi ăn đi. Đây là xiên thịt heo các bạn. Họ ướp cũng khá cay đó. Cây, cây. Cửa hàng người ta đóng cửa rồi các bạn. Thấy cảnh sát Thái Lan đi tuần. Có lẽ là sau tầm 9 giờ là giờ giới nghiêm luôn á. Sau tầm 9 giờ là đi ra ngoài đường là sẽ bị cảnh sát hỏi thăm. Không biết nữa. Hôm qua với hôm nay là tụi mình chưa có bao giờ đi khuya hết á. Ngon không? Cũng được, ok. Mỡ hơi nhiều. Mỡ hơi nhiều, cay. Mỗi lần về phòng giống như là đi check-in vậy các bạn. Vlog hôm nay của tụi mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem vlog. Hẹn gặp lại các bạn trong vlog tiếp theo.